Xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã đến với DVC. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi của anh em mà mình thấy ở trên kênh YouTube dạo này cũng khá là nhiều người hỏi. Thế thì hôm nay mình sẽ giải đáp một chút cho anh em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, đấy là có một bạn hỏi mình là: anh ơi, máy văn phòng có độ được thêm RAM hay gì đó có thể chơi game và làm độ họa mượt không anh? Thì mình nghĩ là đầu tiên anh em cần tìm hiểu xem là RAM là gì. RAM thì nó là viết tắt của Random Access Memory, hay còn được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Bộ nhớ RAM dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời của các ứng dụng đang mở trên thiết bị. Trong quá trình sử dụng, người dùng mở phần mềm nặng hay quá nhiều phần mềm cùng một lúc sẽ làm bộ nhớ RAM nhanh chóng bị đầy. Và cái việc nâng cấp RAM ấy thì nó sẽ là cái giải pháp tối ưu để giải quyết tình trạng laptop chậm chạp. Bạn sẽ có nhiều không gian bộ nhớ đệm hơn và qua đó sẽ tăng tốc quá trình xử lý. Như anh em đã thấy thì cái việc anh em nâng cấp RAM ấy, nó chỉ giải quyết về vấn đề tăng thêm không gian bộ nhớ đệm này, và nó làm tăng tốc quá trình xử lý chúng ta sẽ mở được nhiều tác vụ cùng một lúc hơn. Và để mà nói anh em muốn chơi game hay là làm đồ họa mượt hơn thì anh em sẽ cần sức mạnh về CPU và GPU. Mà như anh em biết rồi đấy, những chiếc laptop ở thời điểm hiện tại thì đa số là sẽ không thể nào thay thế được CPU cũng như là GPU, trừ khi anh em mua một phiên bản cao cấp hơn hoặc là anh em mua một chiếc máy khác mà thôi. Thế nên là cái việc nâng cấp RAM này nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc anh em trải nghiệm chơi game hay làm đồ họa đâu. Thế nên là anh em lưu ý việc này nhá. Rồi, đến với câu hỏi thứ hai thì là: laptop Dell Latitude 3590 cấu hình là i5 7300U, RAM 8GB, SSD là 128GB cộng HDD 500GB, màn hình thì là 15.6 inch, chiến game Liên Minh Huyền Thoại ổn áp không anh? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cấu hình tối thiểu để mà chơi được cái game Liên Minh Huyền Thoại nó là gì. Nó chính là một con card GeForce 9600 GT AMD hoặc là HD 6570 Intel, Intel HD 4600. Và VRAM mà em nó cần phải trang bị đấy là 1GB và dung lượng chống là 16GB HDD. Tính năng GPU thì tối thiểu là DX10 level hardware. Và người ta khuyên dùng thì anh em nên sử dụng các NVIDIA GeForce 560 AMD hoặc là Radeon HD 6950 Intel, Intel UHD 630 Graphics. Thì đấy là những cái cấu hình tối thiểu để anh em có thể chơi được Liên Minh Huyền Thoại. Quay lại cấu hình này thì chúng ta có đây là i5-7300U, chắc chắn là một con chip mạnh hơn rất là nhiều rồi, đặc biệt là RAM 8GB. Trong khi đấy, cấu hình mà Liên Minh Huyền Thoại khuyên dùng nó chỉ rơi vào tầm 2GB mà thôi. Thì thực ra cái RAM 8GB này vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được cho nhu cầu anh em chơi game. Và SSD 128GB cũng vậy, hoàn toàn đủ chỗ trống. Nhưng tuy nhiên anh em biết rồi đấy, đây bạn này còn có thêm cả HDD 500GB nữa. Thì thực sự thì nó chả có gì phải bàn cả. Liên Minh Huyền Thoại ở trên cấu hình này anh em hoàn toàn có thể chơi max setting một cách rất là mượt mà. Và đặc biệt là cái màn hình 15.6 inch thì nó sẽ cho một cái trải nghiệm ok hơn ấy. Anh em có thể trải nghiệm được một cái góc nhìn cũng như là một cái màn hình khá là to. Và mình thấy là nó cũng rất là ổn ở trong cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng mà nếu mà nói là những cái game mạnh hơn, ví dụ như là CSGO thì có lẽ là hơi khó. Nhưng mà Liên Minh Huyền Thoại thì đa số ở thời điểm hiện tại thì hầu hết những chiếc máy đều có thể chơi được hết. Đến với câu hỏi thứ ba là: anh ơi, tầm 25 triệu em cần một chiếc máy nhẹ, viền mỏng, vẽ được AutoCAD, chơi được game, và mong anh giải đáp. Và ở cái tầm giá 25 triệu thì mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, nó chính là Dell Precision 5540. Chip được trang bị là i7-9750H, RAM thì là 16GB, SSD là 512GB và được trang bị một con card là NVIDIA Quadro T1000. Ngoài ra thì màn hình của em nó cũng là 15.6 inch Full HD và được trang bị thêm cả tấm nền IPS. Về phần thiết kế của em này thì nó được trang bị cũng khá là ổn, khi mà trông nó cũng rất là hầm hố này, đúng nghĩa của một chiếc máy chạm luôn, phục vụ cho anh em về cái vấn đề gọi là những cái tác vụ ví dụ như là đồ họa hay là chơi game thì em này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và cái con chip CPU i7 hiệu suất cao đời 9 ý, nó hoàn toàn có thể đáp ứng được cho anh em về những cái nhu cầu như thế, đặc biệt là chơi game giải trí trên em này thì rất mượt luôn. Và ở cái câu hỏi này thì mình cũng chưa biết rõ là bạn sẽ làm về phần đồ họa đến đâu, hay là bạn chơi những cái tựa game như nào, ví dụ chơi những tựa game AAA này, hay là anh em làm đồ họa 3D phân giải 4K thì rất là khó. Thế nên là mình chỉ nói một cái mức gọi là chung chung thôi. Còn nếu như bạn hỏi một cái câu cụ thể hơn, ví dụ như là em làm đồ họa ở cái mức nào, rồi chơi những tựa game kiểu như nào, thì mình sẽ tư vấn được một cách chính xác hơn. Mức giá của em nó chỉ là 19.900.000 đồng mà thôi. Bạn có thể tham khảo thêm xem là chiếc máy này có phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân hay không. Và nếu phù hợp thì ngại gì đúng không, trang bị ngay và nhớ đến với laptop Đức Việt, ấn vào đường link bên dưới nhé.
Đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, nó chính là em Dell Inspiron 7460 i5-7200 dùng tầm này có ổn không ạ? Thực ra thì để mà nói là ổn hay không thì mình cũng rất là khó để mà trả lời. Bởi vì mình không biết rõ được cái nhu cầu sử dụng của bạn là gì. Nếu như bạn nói rõ ra hơn là ví dụ bạn làm về những công việc gì thì có lẽ là mình sẽ tư vấn một cách chuẩn xác hơn. Nhưng mà thôi, mình sẽ nói qua một chút thôi nhé. Và mình sẽ đánh giá theo cảm nhận của mình. Thì em này ở thời điểm hiện tại không phải là một chiếc laptop mới rồi, nhưng mà tuy nhiên cái điểm ấn tượng đầu tiên mà mình tìm kiếm và mình nhìn vào ấy, đấy là viền xung quanh của nó cũng khá là mỏng. Thế nên là cái cảm giác thiết kế của nó khá là hiện đại. Và đặc biệt nó còn được trang bị một cái màu sắc, đấy chính là màu vàng gold. Nó đem cho một cảm giác rất là sang trọng và rất là tinh tế. Cấu hình của em nó thì là i5-7200U này, RAM 4GB, HDD là 500GB cộng với SSD 128GB, màn hình 14 inch Full HD này. Các màn hình thì có được trang bị cả rời nhá, đấy chính là em GeForce 940MX 2GB này. Về cái cấu hình này thì để mà nói là anh em làm những cái tác vụ ví dụ như văn phòng thì mình nghĩ hoàn toàn ok, hoàn toàn ổn ở thời điểm hiện đại. Chưa muốn nói là rất là mượt mà, có chăng là cái điểm hạn chế là RAM hơi ít. RAM 4GB thì ở thời điểm này có lẽ là hơi ít. Nếu như anh em có thể nâng lên là 8GB thì nó sẽ ok hơn, bởi vì chiếc máy này được trang bị 2GB RAM cho anh em rồi. Thế là cái việc nâng lên 8GB nó là điều cũng dễ thôi, không có gì mà khó khăn đối với anh em cả. Ổ cứng thì mình lại thấy ổ cứng của máy này ok khi mà được trang bị một cái SSD là 128GB này và một cái HDD 500GB nữa, thoải mái cho anh em lưu trữ luôn. Và mình thấy là chiếc máy này dùng ở năm 2023 này thì nó vẫn ổn, không vấn đề gì đâu. Anh em nếu mà sử dụng đúng như những cái nhu cầu mình nói nhá thì trang bị một chiếc máy như này là hợp lý. Rồi, vừa rồi thì mình cũng đã trả lời cho anh em 4 câu hỏi mà anh em thắc mắc ở trên kênh của chúng mình. Và cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Nếu thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Đây sẽ là động lực rất lớn để cho anh em mình ra những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.